Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 125.000 cái token GST. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào các nhóm. Đầu tiên thì mọi người follow Twitter và retweet bài đăng. Rồi, chọn theo dõi này. Tiếp tục mọi người kéo lên bài đăng của nó, like và retweet. Sau đó quay trở lại này. Tiếp theo mọi người sẽ do tiếp vào kênh liên kết của nó, sau đó retweet lại bài đăng ở trong kênh liên kết này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ chọn like, sau đó trích dẫn username của nó nhé. Chọn tweet lại. Quay trở về bot. Mọi người sẽ giao tiếp vào hai kênh liên kết ở trên Telegram và trên YouTube, và sau đó thì mọi người sẽ join vào channel và group Telegram của nó. Chọn join này, quay trở lại này, giao tiếp vào group này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ xác minh nhé, bấm vào click here này cho mình. Chọn start này. Rồi, sau đó thì sẽ chọn kết quả tương ứng này. Ok, quay trở về bot. Bấm chọn check. Rồi, chọn Join Airdrop. Chọn Submit. Dự án này nó sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 5 và phân phối vào ngày 7 tháng 5. Ở đây mọi người chọn Don này. Sau đó gửi profiling Twitter này. Rồi, tiếp theo mọi người gửi địa chỉ VIP F20. Rồi, sau đó chọn Don. Tiếp tục mọi người gửi cho nó cái đường link retweet trong kênh CryptoTown. Rồi, quay lại Twitter này. Mọi người bấm vào đây để copy này. Chọn sao chép và quay trở lại. Rồi, tiếp tục mọi người sẽ gửi cho nó profiling của YouTube nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ phải like và share cái video gần nhất. Bấm vào YouTube này. Rồi, chọn vào mục video. Sau đó chia sẻ cái video này nhé. Ở đây thì mình đã chia sẻ rồi. Thì bây giờ mọi người sẽ copy cái profiling của YouTube. Rồi, mọi người quay trở về trang chủ của YouTube. Bấm chọn vào avatar. Sau đó chọn kênh này. Và ở đây mọi người sẽ copy profiling của kênh YouTube, bấm vào dấu 3 chấm, chọn chia sẻ và sao chép. Quay trở về bot. Nhập vào. Rồi, sau đó chọn refollowing này. Ok, ở đây thì nó có một cái đường link chia sẻ nhé. Và mọi người có thể bấm chọn withdraw kiểm tra cái ngày. Đó, thì ở đây nó có thông báo là phân phối vào ngày 7 tháng 5 nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.